Nãy thì mình quay review cái clip là đánh bóng cái xe. À, bây giờ sẽ quay tiếp về cái nón. Thì cái sản phẩm đánh cái watch bar này mà đánh cái nón thì bạn thấy là nó như cái kiến luôn. Đây bạn có thể thấy là mình quay nhưng mà nó thấy được như cái mặt gương đó. À, bây giờ mình sẽ quay bên đây. Bên đây mình chưa có đánh này. Bạn thấy là nó bị mờ luôn. Đó. Cái nón AV này là cái màu đen thì nó cũng ok, nhưng mà bạn thấy là xài lâu rồi nó bị xước, thì cũng giống như cái màu sơn của mình vậy đó. Thì xài thời gian thì nó cũng giống vậy, các bạn thấy là nó mờ, nó xước nè. Ở bên đây mình đánh nè, đó các bạn thấy là hai sự khác biệt rõ ràng. Ở bên đây như cái gương vậy đó, đánh nó bóng tới mức độ vậy. Bạn nào mà lỡ mà đang xài cái nón mà full face mà mũ nhám thì coi thì đừng có ghiền nha, chia tay luôn. Bán cái nón nó đi mua cái nón mà mũ bóng thì về đánh là nó giống vậy. Mũ nhám là thôi khỏi đánh luôn, chưa chưa đánh mũ nhám thử. Bạn thấy là nó bóng tới mức độ vậy à, soi gương được luôn. Mình đang đi nói chung thì đánh nó bóng vậy, các bạn biết là nó hay cái chỗ là nó giảm cái sức cản sức gió đó, tăng HP nhiều lắm. Cái này là nói cho vui nha chứ không có phải là nó tăng thiệt đâu nha, nhưng mà cái mức độ mà bám bụi ở trên cái bề mặt của nón mình thì nó sẽ giảm đi nhiều á. Thì tại vì cái mặt sơn này nó rất bóng nè, mình cầm vô mình nghe nó rất bóng đó. Hồi nãy là có một bạn thì ở bên Bình Dương qua ủng hộ mình chai Sonat với lại trà sen, thì sẵn cái clip này mình cảm ơn bạn luôn. Sẵn cho bạn coi thử là cái nón cái chỗ mà mình đánh nè, thì bạn công nhận là cái này nó bóng thiệt. Sản phẩm Watch 3 này là 230 nha mà các bạn. Các bạn có thể là coi coi giá ở đâu mà bán Watch 3 mà nó rẻ hơn nữa thì các bạn có thể mua ở chỗ khác cũng được. Còn các bạn mà muốn ủng hộ mình thì mình cảm ơn nhiều. Thì giá 230 này là giá mặt bằng chung luôn đó. Nó không có bị chênh lệch giá nhiều so với cái giá thị trường. Giá thị trường thì có nhiều rồi, nó có như là sản phẩm Sonat của mình thì có nhiều chỗ nó bán mắc hơn, nhiều chỗ nó bán thấp hơn xíu. À, tùy vào cái chỗ mà dùng như nó ở thành phố thì nó khác, còn mình ở mình bán lẻ nó có ít chai á nó khác. Các bạn thấy là nó bóng cực kỳ luôn. Quảng cáo thì nói chung thì quảng cáo thì có nhiều người ở trong quảng cáo rất là xạo. Còn mình là quảng cáo cái sản phẩm nào tốt thì mình mới quảng cáo để cho các bạn là xài yên tâm, mua về và sử dụng thôi, không có bị giống như kiểu là mua về xài không được đem dục. Cái đó là mình không có quảng cáo bán hàng kiểu đó, tại vì các bạn mà xài một lần và nó ok thì bạn mới mua ủng hộ mình lần nữa. Chứ mình bán cái kiểu mà hàng dởm mà giới thiệu hành xịn thì một hai lần thì ai mà mua hàng nữa. Thì phương châm bán hàng của mình là phải chất lượng thì mình mới bán. Thì các bạn đánh cái này á, thì bạn nên mua cái khăn ba em đi, tại vì mình đang sử dụng là khăn ba em này mình đánh, chứ lại cái chai watch ba thì nó mới được như vậy nha. Còn nếu các bạn mua watch ba thì các bạn sử dụng khăn lông hoặc là những cái loại khác mà đánh á, thì nó không đạt như vậy thì mình không có chịu trách nhiệm đâu nha. Tại vì rõ ràng là mình giới thiệu sản phẩm là mình đánh khăn ba em này với lại watch ba, chứ còn mình không có đánh những loại khăn khác hay là những cái mút hay gì đó chuyên dụng của đánh bóng thì không có, chỉ có khăn vậy thôi. Thì khăn ba em này chúng ta có thể là ví dụ như bạn dùng để đánh bóng xong bạn giặt sạch phơi khô xong rồi mình có thể là mình lau cái mặt kính full face nè thì ok, không có gì hết, mình sử dụng xài đi xài lại. Còn bạn nào mà mua hai ba cái thì một cái dùng để đánh bóng, một cái dùng để mình lau kính hoặc mình lau cái màn hình tivi hay là những cái sản phẩm điện tử. Những cái khăn này nó chuyên về những cái bề mặt mà dễ bị trầy xước á, thì nó sẽ hạn chế trầy, nó không trầy luôn chứ không phải hạn chế nữa. Thì khăn này các bạn thì không biết là nó có bền hay không, thì đó mình sử dụng mình thấy là rất ok, mình xài hơn là 2 tháng rồi đó. Thì bạn thấy là cái mặt khăn nè, đó mình giặt rất là nhiều lần. Mà bạn nên nhớ là sử dụng khăn này mình nên giặt tay nha, mình không bỏ vào máy với lại không sử dụng mà thuốc tẩy mình giặt. Mình chỉ sử dụng xà bông bình thường mình dò tay sạch thôi. Thì để tránh cái hư hỏng cho cái khăn này. Thì mình đánh mình có cái clip mình đây mình đánh đó, đó mình đánh là đó, bạn thấy là không có một cái lông nào mà nó đã đổ ra đâu. Để đó mình chùi xin cho bạn thấy nó không có bị đổ lông nha, không có phải như những cái khăn khác.
Còn những cái loại khăn mà ba em ở bạn thấy là y như cái mền á, mà bự bự á, giá nó rất là rẻ. Thì cái mấy cái loại khăn đó là một là khăn giả, hay là khăn nó cái loại đó chỉ để dành để lau nước thôi, thì nó không có dùng để đánh bóng được nha. Ba em nó không có nhiều loại ba em, chứ không phải là ba em nào là nó cũng tốt hết. Cho nên là các bạn mà mua sản phẩm ở cái địa chỉ khác đó, thì mình không có đảm bảo được. Còn các bạn mà mua đúng cái loại mình đang bán này, ba em này, loại này, thì nó chỉ có một màu như vậy thôi, thì xài nó cũng không có dơ đâu các bạn, thấy nó cũng ok lắm đó. Khi mà mình đánh lên nó chỉ dơ vậy nè, chút mình sẽ giặt lại nó ok lại thôi. Tuy là bán hàng nhưng mà cũng không dám xài nhiều đâu, tại cái giá nó cũng hơi cao, xài đúng có một cái này xài gần 2 3 tháng trời thôi, rồi mình mới 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 nhập hàng về bán cho các bạn đó. Thì đánh lên nó đẹp như vậy. Thì cái chai này nó quá là tuyệt vời, các bạn mua để đánh nó bảo hiểm, để đánh những cái đồ mà mũ màu bóng, rồi những cái mà dàn nhựa của xe thì thôi mình quá là tuyệt vời. À, mình xin nói thêm bạn là ví dụ như mình mua Watt ba đó, thì mình đánh để xóa vết xước, như cái nón mình nó xài thời gian lâu nó cũng có bị xước đó, mình đánh lên hết nè. Sau đó thì mình nên sử dụng Watt một hoặc Watt hai. Còn nếu các bạn nào mà đánh một lần bóng như vậy nè, mà lâu lâu mình mới đánh nữa đó, thì mình sử dụng cái Watt ba này ok hơn nha. Còn mình không có sử dụng thường xuyên mình đánh thì nó mòn cái lớp sơn ở ngoài. Cái này là mình bán hàng mình nói thật lòng luôn, chứ mình không có kiểu mà ví dụ kêu anh em xài nhiều nhiều cho mau hết để mua, là mình không có vấn đề đó. Cái nào nó đúng thì mình phải 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 nói. Anh em mua về xài đánh quá nhiều đi thì nó sẽ làm nó bay cái lớp sơn với là cái lớp bóng ở ngoài nè. Thì biết anh em biết là cái chai này á, nó có một cái nó có nó để đánh để nó hạn chế cái vết xước á. Nó làm mờ vết xước thì tất nhiên nó sẽ có cái đồ ăn mòn ở trong này. Còn watt 1, watt 2 thì nó chỉ bóng thôi, thì chúng ta có thể dùng đánh thường xuyên thì ok hơn. Còn mà xài cũ cũ rồi, cái watt 1, watt 2 á, thì anh em mua xe hoặc là mua nón mới về á, mình đánh lên một thời gian mình đánh tiếp nữa thì nó sẽ hạn chế nó trầy đó. Nhìn là nó có những cái vết xước lông mèo các bạn, anh em thấy trên đó. Còn bên đây là mình đánh nè. Đó, nó hạn chế được gần khoảng 99% cái vết xước lông mèo luôn á. Chứ nó không hết hẳn nha, mình đánh bằng tay thì không bao giờ mà bằng người ta đánh máy hết. Nếu mà người ta đánh máy các bạn mà để vô ánh đèn vậy là bạn thấy là nó bóng trắng trơn luôn, không có một cái tì vết gì luôn á. Nhưng mà mình đánh bằng tay đó, bạn thấy là giữa hai phân biệt giữa hai bên nè. Đó. Bên đây. Đó, các bạn có thể thấy là sự khác biệt rõ ràng để khi mà mình đánh sử dụng cái quát này. Thì Watt 1, Watt 2 là để đánh bóng, thì anh em mà mua cái Watt 1, Watt 2 về á thì xài thường xuyên ok. Mình chú thích thêm một vấn đề nữa là cái Watt 1 á là nó là đánh bóng, nó không có bảo vệ sơn nha. Còn cái mà Watt 2 là đánh bóng với bảo vệ sơn. Watt 3 là vừa đánh bóng vừa bảo vệ sơn, và nó xóa vết xước. Cái bảo vệ sơn là sao? Không phải là bảo vệ sơn mình đánh lên nhiều và nó không có bị mòn nha. Cái Watt 3 đó thì cái bảo vệ sơn nó nghĩa là khi mà mình đi mình để xe ngoài nắng hoặc là mình đi trời nắng nhiều á, thì anh em biết là thời gian á nó sẽ bị bạc màu và nó phai màu sơn của mình. Thì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này mình đánh lên thì nó sẽ hạn chế, nó hạn chế cái vấn đề mà bạc màu của xe mình rất là nhiều. Thì đó là cái công dụng mà của cái ba loại đánh bóng Sonat này. Thì mình giải thích cho nó rõ để anh em mà biết và sử dụng. Thì bạn nào muốn mua cái nào thì liên hệ với mình qua Facebook ở dưới cái đường cái clip này của mình. Thì mình theo mình đó, mình tốt nhất mình nên xài Watt 2, Watt 3, mình khỏi cần xài Watt 1. Còn nếu mà mình mà xài mà để mình đánh bóng đồ cũ á, để cho nó mất cái vết xước với lại nó bóng á, rồi lâu lâu khoảng 1 tháng 2 tháng thì mình đánh lại một lần thì mình xài Watt 3 thì nó ok hơn Watt 2. Watt 2 thì mình sử dụng thường xuyên cho những cái bạn nào mà muốn cái xe của mình lúc nào nó cũng ken, rồi cái nón của mình lúc nào nó cũng tăng HP hết thì đánh thường từng đánh 1 2 lần gì đó thì không sao ok. Còn cái Watt 3 thì mình nên đánh giãn giãn cái thời gian đánh ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha.